phải đấy cần cái thứ đàn bà gái không qua ngọn cỏ nhá. Cô là ai? Mà ăn nói với chồng tôi ngồi đây. Có tin là tôi sẽ xé xác cô ra không? Con khốn. Tao cứ tưởng ấy là tao sẽ nói chuyện nhẹ nhàng được với mày. Anh làm gì mà uống say thế? Đứng dậy xem nào. Ngủ hay là chết đấy mà gọi 5 lần 7 lượt không dậy. Bố mày đếch cần cái thứ đàn bà gái không qua ngọn cỏ nhá. Em làm ơn đừng có gào cái mồm như thế được không? Đã đi uống say rồi về làm loạn lên, hàng xóm mà nó cười nữa đấy. Kệ mẹ hàng xóm. Sao anh bỏ về sớm thế? Đang vui mà. Hay tại vụ vợ xấu xí ở nhà nên anh bảo anh bỏ đi về ở với em trên sáng sửa. Cô là ai? Mà ăn nói với chồng tôi ngồi đây. Có tin là tôi sẽ xé xác cô ra không? Ai cho phép cô tự ý cầm điện thoại của tôi à? Cô ta là ai? Anh nói đi. Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Cầm ngay mồm à? Chẳng phải cô vừa bảo đừng gào mồm lên rồi. Cô ta là đối tác của mình thì có liên quan gì đến cô chứ? Việc của cô ấy là làm vợ chứ không phải là làm mẹ tôi. Anh chiều em lắm đấy nhờ. Thế nên em yêu anh nhất ở trên đời này cơ mà. À mà này, anh có quà cho em đấy. Đây là phần thưởng của em. Chìa khóa xe SH 2020 và thẻ ngân hàng của anh. À, em thích quá, em yêu anh nhất trên đời. À, con khốn. Tao cứ tưởng ấy là tao sẽ nói chuyện nhẹ nhàng được với mày. Đúng là không thể nói tiếng người được một loại chồng này khác. Mày làm cái gì đấy à? Sao mày lại dám đánh tao chứ? Mày là ai? Cô ra đây làm gì? Về nhà đi, có gì về nhà nói chuyện. Đây là đối tác của anh đấy à? Đến bây giờ mày còn bênh vực cô ta được á? Anh sợ mất mà sao còn bộ bịch làm cái gì? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Có bỏ cô ta hay không? Tôi yêu cô ấy và tôi muốn sống cùng cô ấy. Nếu mà đồng ý ấy, thì sống với nhau. Còn nếu mà không đồng ý thì cút về nhà cô đi. Được. Nếu anh muốn ý, thì tôi chịu. Có rượu là chưa bao giờ phải van xin quỳ lụy ai cả. Sao đừng hối hận thế nhá. Công an hỏi biết đó làm sao? Cô ta bị nặng như thế này rồi. Tốt nhất là mình lên đi. Cả cô trò chuyện của chúng mình chứ làm sao? Mình đi thôi. Đi. Cô ơi. Cô sao cô ơi? Anh về rồi à? Vừa kịp em vừa nấu cơm xong này. Em cố làm nhiều việc quá. Sức khỏe của em vẫn chưa tốt đâu. Em chỉ làm mấy cái việc vặt. Em có làm gì to tát đâu. Chỉ có nấu cơm và dọn nhà thôi mà. Có nặng nhọc gì đâu. Mà hôm nay em có nhớ thêm điều gì không?
sao đâu. Có gì từ từ rồi nhớ lại cũng được. Mà không nhớ lại thì cũng chẳng sao. Cảm ơn em. Nhờ có em với một cái nhà này, trông mình có tí sức sống. Có gì đâu, em chỉ làm được như thế này để đền đáp công ơn cứu mạng của anh thôi. Không có anh chắc là mộ em xanh cỏ rồi. Em đừng nói thế. Thôi, anh ngồi đây nghỉ ngơi đi nhá. Em đi dọn nốt cơm. Ờ. Cô gọi cho tôi làm gì? Anh đang lên mặt với tôi đấy à? 3 năm rồi, không ngờ anh vẫn là thằng xe ôm nghèo. Thế thì đã sao? Đừng gọi điện làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ gọi để cảm ơn vì hôm nay anh đã giả vờ không quen biết tôi trước mặt bạn trai mới của tôi thôi. Thấy không, người yêu mới của tôi, anh ấy rất đẹp trai, giàu có. Và đặc biệt là không bị trên bảo dưới không nghe, trên đe dưới không sợ như anh. Vậy thôi, tôi cúp máy trước nhá. Cô... Cảm ơn anh. Khốn nạn. Sâm Đại Nam gồm các loại thảo dược thiên nhiên như bạch tật lê, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Đặc biệt trong sâm Đại Nam có thành phần sâm Ngọc Linh, loại sâm có chứa hàm lượng saponin cao nhất thế giới. Sâm Đại Nam chăm sóc sức khỏe, làm chậm quá trình mãn dục nam, tăng cường sinh lý nam giới. Em biết thế này là hơi tế nhị, nhưng anh đừng hiểu lầm thành ý của em nhé. Em mong anh thật sự coi em là người trong nhà. Em muốn anh luôn tự tin và hạnh phúc. Đây là sản phẩm của tập đoàn uy tín Kohiner mà em từng cờ biết đến, nên là em mua tặng anh đấy. Anh nhớ uống ngày 2 viên vào mỗi buổi tối trước khi ăn từ 30 đến 60 phút nhé. Em đi chợ mua đồ về nấu cơm tối. Gác em về. Cảm ơn em. Có Sâm Đại Nam rồi, sau này nhất định anh sẽ bù đắp cho em. Cô đứng lại. Cô đi đâu bây giờ với mẹ à? Tôi đi đâu để mặc xác tôi? Anh có cái quyền chó thì mày quản được tôi hả? À, anh cần cái này chứ gì? Cầm lấy và câm cái mồm của anh lại. Anh nghĩ bây giờ anh đã là chủ tịch nhiều tiền á? Cái loại đàn ông bán váy đàn bà như anh, tôi khinh. Cô khốn nạn. Tại ai mà tôi mất tất cả? Tại cô đấy. Thứ đàn bà bẩn thỉu. Tôi ghê tởm cô.
bẩn thỉu, kinh tởm. Tôi như thế đấy, thì sao? Cô! Cái con đàn bà bẩn thỉu mà anh kinh tởm ấy đã nuôi anh ăn, cho anh mặc, bỏ vợ để lấy đĩ ấy, chị phải chấp nhận nghe chưa? Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi! Cút! Cút ra khỏi cái nhà thế chấp này á? Không phải đùa ấy, con này tự đi. Chẳng con đàn bà nào thích ở bên cạnh một thằng đàn ông bất tài vô dụng như anh đâu. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình gặp gỡ doanh nhân Thanh Nhàn. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là chị Huyền Diệu và anh Nam Việt. Và chị có chia sẻ đôi chút gì về cuộc sống hôn nhân của chị không ạ? Xin chào mọi người. Thật sự thì nếu như mà nói đến cuộc hôn nhân của em thì nó rất là trắc trở ạ. Vì một năm trước thì em vẫn là một người phụ nữ bình thường, hy sinh tất cả cho gia đình. Và kết cục là tôi bị chồng cũ bỏ. Tệ bạc thay thì anh ta bỏ tôi mong manh giữa sự sống và cái chết để đi theo nhân tình mới. Nhưng mà may mắn thì tôi đã gặp được anh xe ôm. Đây, người ngồi bên cạnh tôi. Anh đã cưu mang giúp đỡ tôi và cho tôi cảm nhận được như thế nào là hạnh phúc thật sự. Chúng tôi đã dựa vào nhau và sống và tạo dựng lên cơ đồ như ngày hôm nay. Sự thành đạt của tôi ấy đều là có sự góp phần của anh ấy. Thế chị có muốn nhắn nhủ gì với cả chồng cũ của mình không ạ? Nếu như anh đang xem chương trình này thì tôi mong là anh nhận được sự cảm ơn của tôi. Nhờ vào sự phản bội của anh mà tôi đã cảm nhận được như thế nào là hạnh phúc thật sự và tìm được người mà yêu thương mình. Tôi thật sự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và vợ chồng tôi đã chuẩn bị đón thành viên mới rồi. Cuộc sống này công bằng lắm. Nếu như anh sống như thế nào thì anh sẽ nhận lại những gì như thế luôn. Vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình và chương trình kết thúc tại đây. Yêu kỳ diệu.